Thưa quý vị, đây là tôi đang có mặt tại thôn Hà Bình, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Và người dân ở đây là có một cái cách tránh bão rất sáng tạo là đào những căn hầm có cái diện tích 3 mét vuông và sâu 1,6 m. Họ sẽ dùng những cái bao cát để đặt xung quanh và lợp mái tôn và chàng cây trên đầu. Theo người dân thì đây là một cái cách trú ẩm an toàn nhất khi những ngôi nhà của họ đã cũ kỹ và siêu vẹo. Mấy chục tuổi rồi làm mỗi những hầm như đây rồi. Nhìn lên đây cô.